Nhóm diện C++ là cái hiện là nó apply cho nên là tùy áp dụng sao mà. Ngay cái cái đó nó gọi là dùng code dùng code. Nó gọi là dùng code C++ của bạn. Thế nên dùng là mỗi cái dùng apply code cho nên bạn là apply dùng code. Sai gì luôn tới riêng được áp chế á, áp cô riêng tâm tại cho nó. Những cái chế bây giờ được thêm được khuy được mơ. Thành khăn ai đi được mơ ai chứ. Ai riêng tới được thêm thấy ai mơ. Thôi đừng vui ai mơ cái thơ gì. Mình chả ngồi trả cho cái riêng. Ai mơ thơ lơ gì, thơ đừng vui. Cô thấy ai mơ, ai mơ. Tại nó sẽ thấy của ai. Ờ, mà con là là. Oh, the step. Nhiều mẹ. Vậy vậy những gì the step ấy nó lại bằng. Không lên đã. Lên của mình đã. Step nó thì hiện là nắng step bắt hiện là nắng tê. Tiếp tục đi theo mình. Nó rồi. Step hiện đi sang đã. Đi sang. Nào mà cái đó đi sáng mai thì này. Nào chưa có bằng. Vì chơi luôn chơi brand thôi. Dạ. Học được chơi. Cái gì không? Cái chết. Cái tóc hoa sai là tất cả. Để ừ. Cái bộ phải. Hai phần anh mà nó gãy là nhanh bây giờ. Anh hoa là cái thổ. Như trong giờ ấy nó. Anh tặng anh cho đuôi nó. Anh sẽ bây giờ mình sẽ ôn xạ trăm chứ. Tại sao ta xem nó hiền ông lê sắp nó. Bà hiền đi mai đó mình ơi. Thủ bọt này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.